Hello chào mọi người. Hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người một bộ phim. Nam chính nhận được một hộp đồ chơi lính, bên trong những người nhỏ bé đột nhiên sống lại. Và bọn họ triển khai bộ phim Hải lục không quân đại chiến, câu chuyện bắt đầu. Sát thủ không nói nhiều, nhận nhiệm vụ giết chủ nhân của đồ chơi. Ông chủ đang ở trên lầu chơi với đồ chơi của em bé. Ngoài cửa giám sát xuất hiện một chiếc điện thoại, nói là bom sắp nổ, bảo vệ sợ hãi vội vàng tháo chạy. Đúng lúc rơi vào tay của sát thủ lấy chìa khóa và thẻ ra vào, đeo mặt nạ lên mặt và tắt thiết bị giám sát. Xuất hiện ở trong phòng làm việc của ông chủ đồ chơi, không nói hai lời liền nổ súng. Đồ chơi xung quanh nhìn chằm chằm vào người tội nghiệp. Trước lúc tên sát thủ đi còn lấy đi một đồ chơi nhỏ. Sau khi thực hiện xong, bất kể hắn đi đâu cũng cảm thấy có đồ chơi đang nhìn chằm chằm hắn. Hắn đến ở tại một khách sạn cực kỳ sang trọng, nhận được thù lao từ bên A. Vào lúc này thang máy đột nhiên kêu lên. Ở cửa thang máy có một gói hàng. Sau khi mở ra phát hiện là công ty đồ chơi gửi đến hộp đồ chơi lính. Bên trong là 20 bộ binh được trang bị đầy đủ, 3 chiếc trực thăng, còn có 2 xe chip. Nhìn thì là đồ chơi thông thường, tên sát thủ chẳng hề có chút thích thú. Nhưng trong nháy mắt chiếc hộp đột nhiên rơi xuống đất. Đợi hắn lại gần nhìn, binh lính trong hộp sớm đã biến mất. Giây tiếp theo đột nhiên chân của hắn có cảm giác bị tấn công. Kéo ra nhìn thì hóa ra là một cây súng. Chuyện này càng lúc càng kỳ lạ, hắn nằm xuống đất xem xét thì lập tức gặp phải tấn công bằng pháo binh. Trên cổ bị một hàng vết thương, một chiếc khoan tên lửa vừa hay cắm trúng đầu gối. Hắn ta đau đớn, chảy máu cả ra ngoài. Đạn bắn dày đặc, tên sát thủ chỉ có thể bỏ vào nhà vệ sinh. Dùng gương phản chiếu, xem rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì. Đội quân đồ chơi có đạn dược dùng không hết, không ngừng hướng về phía hắn ta bắn, bắn nổ cả đèn. Tiếp tục nhắm về phía chiếc gương bắn. Lính đồ chơi sống lại giống như đội quân tinh nhuệ. Tên sát thủ cũng không dám khinh suất, ở trong phòng rút vũ khí ra. Hướng về phía quân lính đồ chơi bắn, suýt nữa bị pháo bắn vào bụng. Hắn đến phòng bếp rút ra khẩu súng, điên cuồng bắn về ghế sofa, trên nền nhà cũng bắn một vòng. Giờ ghế ra bắn lần nữa, tiếng động lớn như vậy cũng không có ai quan tâm. Có lẽ là bảo vệ lâu này cũng đã bị đồ chơi khống chế. Tên sát thủ lật ghế, hắn ta lúc đó kinh ngạc, binh lính trong hộp đồ chơi tất cả đều sống lại. Đây là vì ông chủ mà báo thù, chúng còn biến thành thương binh. Sau khi phát hiện tên sát thủ liền chuẩn bị cho cuộc chiến. Tên sát thủ hai chân bước lên, dùng chân dẫm đạp, những lính khác lập tức phản kích. Tên sát thủ dùng súng cự ly gần bắn phá hết tất cả. 3 bộ trực thăng bắt đầu tham gia cuộc chiến, liên tục nã đạn về phía sát thủ. Trực thăng tuy nhỏ, nhưng mấy món đồ chơi bay qua bay lại đã làm loạn hết tiết tấu của sát thủ. Trên trực thăng có 3 chú lính, mọi thứ đều trông vô cùng chân thật. Sát thủ bắn nát một cái trực thăng, hai cái còn lại bắn đạn dày đặc hơn, ép sát thủ quay lại nhà vệ sinh. Sau một trận này, toàn thân sát thủ đều bị thương, ông ta vội vàng băng bó cho mình. Một gã đàn ông to cao vậy mà lại bị đám đồ chơi làm thành thế này, nói ra chẳng ai tin. Cửa nhà vệ sinh bị nổ ra một cái lỗ, làm ông ta hết cả hồn. Trực thăng lắc lư bay vào, cách này đúng là tuyệt thật đấy. Sát thủ lập tức lấy khăn bọc lấy một cái trực thăng, ném vào bồn rửa mặt. Chiếc trực thăng còn lại muốn gia nhập cuộc chiến, thấy tình hình không ổn nên lập tức rút lui. Trực thăng cố nhúc nhích thoát khỏi cái khăn, sát thủ ném nó vào bồn cầu xả nước, lại bỏ thêm máy sấy tay vào bật điện lên. Lần này mới xem như tiêu diệt sạch sẽ kẻ địch. Trong lúc nghỉ ngơi, sát thủ uống nước bổ sung năng lượng, lại lấy nước sát khuẩn ra làm vũ khí, chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Đúng lúc ấy, kẻ địch đẩy một tờ giấy qua kẽ cửa, đó là một bức thư khuyên hàng, sĩ khả sát bất khả nhục. Sát thủ lập tức viết một câu mắng chửi lên đó. Không ngờ kẻ địch phát huy chân lý, mày đánh tao, tao đập chết mày. Liên tục bắn đại pháo, chẳng mấy chốc cửa bị phá nát. Lúc này sát thủ hoảng loạn, quyết định liều mạng. Bên dưới là vực sâu vạn trượng, nhìn thôi cũng đủ nổi da gà. Cái trực thăng cuối cùng tham gia cuộc chiến, sát thủ định đi qua căn phòng kế bên. Nhưng ông ta đã nghĩ qua đơn giản, trực thăng đột nhiên bay ra sau, bắn một phá vào tay ông ta. Sau đó tiếp tục bắn hết hỏa lực vào người sát thủ. May mà ông ta cũng không đơn giản, bắn một phát làm mổ tung trực thăng. Binh lính ngồi trên trực thăng định ôm ông ta chết chung, tiếc là chưa kịp làm gì thì đã hỏng. Anh hùng chết chưa kịp để lại tên. Trực thăng rớt xuống trên tường sau lưng sát thủ. Sát thủ bò qua đẩy xác trực thăng ra, mới yên tâm ôm vách tường tiếp tục bò đi. Ông ta bò đến sân thượng có thể nhìn thấy toàn cảnh, lắc lư một chút nhưng cũng an toàn đáp xuống. Sát thủ tận mắt nhìn thấy trong góc một đội lính đồ chơi nữa. Đội trưởng an ủi đồng đội phải cố gắng chiến đấu, đừng bỏ cuộc, họ nhất định có thể thắng lợi. Có một đồng đội ham ngủ bị gọi tỉnh, còn làm động tác chào quân đội. Họ lắp xong pháo tầm xa chỉ đợi sát thủ xuất hiện. Đây là một trận chiến vừa cần đầu óc vừa cần sức mạnh. Sát thủ phát hiện bình dập lửa và một con vịt đồ chơi. Ông ta rốt cuộc muốn làm gì? Ông ta dùng con vịt thu hút sự chú ý của kẻ địch, rồi thừa cơ vòng ra đằng sau, bật nắp bình xịt xịt thẳng vào đội lính. Pháo tầm xa của kẻ địch tạm thời mất tác dụng. Đằng sau có hai chú lính phát hiện được sát thủ, lập tức chạy qua bắn về phía ông ta. May mà lực đạn pháo bắn ra cũng chỉ nhỏ cỡ họ. Nếu là đạn pháo thật, sát thủ đã chết từ 8 kiếp rồi. Thuốc sát trùng trong tay sát thủ đốt mãi không cháy. Đội lính giữ pháo tầm xa đã lấy lại tinh thần, không ngừng bắn đạn. Qua một lúc lâu, ông ta đã đốt được thuốc sát trùng, bắt đầu đốt đám lính đồ chơi. Vụ nổ mạnh xảy ra, sát thủ hét to một tiếng, cuối cùng cũng hòa nhau một ván. Còn có 3 chú linh không từ bỏ,
đều bị sát thủ đốt hết. Sau đó ông ta lấy mớ dụng cụ trong bếp và hương liệu ra, đổ lên người chúng rồi ăn sạch chúng mới xem như bớt giận. Nhưng cái đống này có cho heo heo cũng không thèm ăn. Bạn nghĩ sao chúng lại đột nhiên sống lại? Bình xịt dập lửa cuối cùng đã hết. Đội pháo tầm xa 4 người còn chưa làm rõ tình hình đã bị sát thủ dùng hộp đậy lại, toàn quân bị diệt. Ông ta tháo rời những món đồ chơi này ra xem thử, nhưng bên trong chúng chẳng có gì cả, xem ra chỉ là những món đồ chơi bình thường, không có gì đặc biệt. Chỉ vì ông ta đã giết ông chủ xưởng đồ chơi, những món đồ chơi này mới đột nhiên sống lại, đi xá ngàn dặm tới tìm ông ta báo thù. Sát thủ bày hết những chú lính đồ chơi vào hộp, xem có còn kẻ địch nào chưa bị tiêu diệt không. Ông ta đống tàn tích này vào máy hủy rác, trực thăng cũng bị bẻ nát. Sau đó ông ta bật lửa đốt hết chúng, mới yên tâm đi tắm rửa. Nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc, sát thủ vừa tắm được một lúc đã phát hiện cánh tay mình trúng một đao. Xem ra còn có kẻ địch chưa bị tiêu diệt hết. Sát thủ mặc quần áo vào, không ham chiến, chỉ muốn lập tức đi thang máy thoát khỏi chỗ quỷ quái này. Nhưng cửa thang máy mở ra, đột nhiên có tiếng động lạ vang lên, hộp số nổ tung, một chú lính từ trên nó rớt xuống, núp trong bóng tối tập kích sát thủ. Đợi mọi thứ im lặng, sát thủ nhìn qua kẽ hở mới thấy trong đó có một chú lính, hai mắt tràn đầy sát khí. Không báo thù được cho ông chủ xưởng đồ chơi, nó sẽ không dừng lại. Sát thủ cố hết sức bỏ lên nóc thang máy, không tìm được bóng chú lính đồ chơi. Vừa muốn nằm xuống nghỉ thì chân lại suýt bị đạn nổ banh. Chú lính nấp trên nóc nhìn chăm chú vào ông ta. Một cái thang máy khác sắp đi xuống, sát thủ không tiếc mạng xoay người nhảy xuống, nghĩ mình đã thoát thân được. Ông ta bật cười vui sướng, ông ta lật nóc thang lên. Lúc này ông ta đã bị đám lính đồ chơi hành hạ kiệt sức, không còn đủ sức chiến đấu. Ông ta cố gắng ấn núi thang máy, không ngờ chú lính đó vẫn không bỏ cuộc, trực tiếp trèo lên ngực ông ta, phát ra tiếng giống đầy thù hận, sau đó đâm mạnh vào ngực sát thủ. Sát thủ dùng chút sức cuối cùng đẩy chú lính ra. Cuối cùng cửa thang máy đã mở, nhưng bên ngoài không có ai cả. Làm ra tiếng động lớn thế này mà không ai đến xem thang máy, cái khách sạn này không muốn làm ăn gì nữa rồi. Sát thủ giả vờ tuyệt vọng ngất xỉu, không nhúc nhích gì nữa. Chú linh chậm rãi bước lại gần, ông ta đột nhiên mở mắt ra, đập một phát để chú lính xuống đất, dùng sức đẩy chú lính ra ngoài, muốn để cửa thang máy kẹp chết chú lính. Chú lính vươn tay cản cửa thang máy lại, nhưng dù sao cũng chỉ là một món đồ chơi, cuối cùng chú ta cũng bị thang máy đè nát. Sát thủ mở chú lính ra xem, bên trong có ánh sáng đỏ đang chớp nháy. Thật không ngờ, chú lính đã khởi động bom hẹn giờ từ trước. Hóa ra, vì báo thù cho ông chủ xưởng đồ chơi, ngay từ đầu chú ta đã chuẩn bị sẵn cho cái chết của mình. Trong tiếng nổ rung trời, sát thủ cuối cùng bị nổ tan xác. Bộ phim kinh dị siêu nhân này tên là Xưởng Đồ Chơi Ác Mộng, kể về một sát thủ nhận được hộp đồ lạ, lính đồ chơi trong đó biến thành một đội lính thật, muốn giết sát thủ báo thù cho ông chủ.